trước là con bị lo âu đó giấc ngủ rất là khó. Trong giấc ngủ thì nó mộng mị, nó mơ, nó làm cho mình mệt. Xong rồi từ lúc mà chùm ga đó là ngủ ngon, giấc ngủ nó chất lượng giấc ngủ nó tốt mà dễ ngủ lắm. Hồi xưa là cứ lo cho con xong xuôi rồi bắt đầu là tới lượt mình là dỗ giấc ngủ của mình. Bây giờ cứ tới 9 giờ là bắt đầu buồn ngủ rồi, dọn dẹp dọn thôi đi ngủ nhanh đi ngủ. Và trẻ mà đã bị rối loạn do âu, nhưng mà mấy người già thì mới là ấy này, mấy người già giấc ngủ mới là khủng khiếp này, người nào người đấy cũng trằn trọc. Người già như chúng tôi, nhất là con cái, nếu một con cái mà nó làm việc mà mình nghĩ thì không sao, nhưng mà nó làm cái điều gì trái ví dụ như nó cãi lại cha mình hay là nó làm cái việc gì đi làm kinh tế thì thất bại, là người cha người mẹ bao giờ phải lo suy nghĩ nhiều trằn trọc. Nhiều khi giờ cứ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hết cả trăm nọ trăm kia nó chưa thấy ngủ rồi. Đếm từ đếm bao. Tôi cũng đã có thời kỳ tôi mua cái quyển cắt cái quyển sách người ta in cắt bớt sự tức giận đi để cho thoải mái cái đầu, quảng ánh lo đi và vui sống nhỉ. Vâng đấy, tôi đã phải đọc những cái quyển đấy đấy mà thấy là nó chỉ mức độ thôi, nhưng mà khi bắt đầu trường gan rồi thì chỉ cần tập trung, vào đầu tiên là tập trung vào trồng gan thì nằm để mà canh cho nó để khoảng tiếng thì hơn tiếng rồi đấy, thậm chí có khi 2 tiếng thế xong hết bỏ ra đấy là ngủ thôi, không có nghĩ ngoài rồi. Nhất là cái khi mà đã những cái người mà đã bị yếu đau rồi, đã bị suy nghĩ thần kinh, bị suy nhược hay nằm mơ những cái một toàn ác, thí dụ như bị ăn trộm hay bị đánh đuổi toàn những cái ác mộng không ạ. Thế nhưng mà nếu mà đã trường gan và đã ngủ đi rồi mà thấy khỏe mạnh rồi thì coi như là ngủ luôn, đúng không? Ngủ luôn thì coi như không thấy gì nữa, hết luôn gặp ác mộng. Ừ. Đúng rồi, bóng đè ác mộng là hết sạch luôn. Ác mộng là hết hẳn luôn đó. Chứ lúc trước nhiều khi cái áp lực cuộc sống, cái trong cái giấc ngủ mình ngủ giống như ban ngày mình nghĩ cái việc đó bên mình ngủ nó lại có cái hơi hướng của cái dư âm ban ngày, xong rồi chiều ngang vô là ngủ ngon luôn. Hoặc là mình vẫn mơ nhưng mà cái giấc mơ của mình nó lại thì theo một cái hướng rất là vui, tích cực lắm, khiến không có bị ảnh hưởng đến gì lắm. Hốt đi anh em, chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.